Hồ Ngọc Hà tiết lộ bảo bối giúp sự kiện thành công rực rỡ. Hồ Ngọc Hà được coi là một trong những nghệ sĩ đi đầu trong việc sử dụng công nghệ bàn xoay PhotoBooth 360 vào các sự kiện diễn ra trong nước. Đây là một thiết bị chụp ảnh tương tác, cho phép khách mời đứng trên bục xoay 360 độ và chụp ảnh trong khi họ đang chuyển động. Sau đó, những bức ảnh này sẽ được ghép lại thành một đoạn video clip ngắn, tạo nên một hiệu ứng độc đáo và ấn tượng. Hồ Ngọc Hà đã sử dụng bàn xoay PhotoBooth 360 tại nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm tiệc cưới của cô ấy với Kim Lý, một số sự kiện ra mắt sản phẩm và các sự kiện thời trang. Bàn xoay PhotoBooth 360 đã giúp những sự kiện này trở nên thành công rực rỡ và thu hút sự quan tâm của công chúng. Có một số lý do tại sao bàn xoay PhotoBooth 360 lại được Hồ Ngọc Hà và nhiều người nổi tiếng khác ưa chuộng. Đầu tiên, bàn xoay PhotoBooth 360 rất dễ sử dụng. Khách mời chỉ cần đứng trên bục xoay và tạo dáng. Phần còn lại sẽ được bàn xoay PhotoBooth 360 lo liệu. Thứ hai, bàn xoay PhotoBooth 360 tạo ra những bức ảnh và video clip độc đáo và ấn tượng. Những bức ảnh và video clip này có thể được chia sẻ trên mạng xã hội và tạo nên một hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Cuối cùng, bàn xoay PhotoBooth 360 có thể tùy chỉnh để phù hợp với chủ đề của sự kiện. Điều này giúp bàn xoay PhotoBooth 360 trở thành một công cụ tiếp thị hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức. Nếu bạn muốn tạo ra cho mình một sự kiện thành công rực rỡ, hãy liên hệ hotline trên màn hình. Chúng tôi chuyên bán và cho thuê bàn xoay PhotoBooth 360 trên toàn quốc.